Dạ, hello. Em xin chào ông bà cô chú bác và các bạn. Hôm nay em sẽ làm cái clip chia sẻ dăm cành táo tàu. Rất là đơn giản mà hiệu quả. Rồi dăm cành táo tàu thì có cái đầu cắt nhánh táo, không thể thiếu đó là cái chai thuốc kích thích rễ. Này là rotten powder nha cả nhà. Rồi cái thùng này ở dưới có đục lỗ, mình muốn cái thùng bao lớn tùy mình. Còn phân thì mình xài Fertimix nha. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái phân này vô cái chậu này cho nó chừng nửa nửa thùng nha cả, hơn nửa thùng chút rồi mình tưới nước nữa thì nó vừa. Này, cái cách này rất là đơn giản. Thì bây giờ mình sẽ xịt nước cho nó ướt, nó ướt cái thùng. Cái phân này mình mới mua cho nên nó cũng không có, nó hơi cái độ ẩm nó cũng còn tốt lắm, nó không có khô lắm. Phân thường thường phân cũ quá thì nó khô. Rồi mình sẽ tưới đẫm ướt rồi mình sẽ cắt nha. Giờ mình sẽ cắt nhánh. Đây nè các bạn, mấy cái nhánh này nó có trái luôn rồi nè. Mình sẽ cắt bỏ mấy cái lá. Mình có hai ba cái kéo cái cưng đó, mua trong Home Depot lô gì cũng có cho các bạn. Nè, cắt bỏ cái lá bớt đi. Đó. Rồi mình cắt xéo cái gốc này xuống một chút. Đó. Để cho nó có cái chấm thuốc cho nó dính. Cái hũ thuốc này mình mở ra. Rồi cái cây này nè mình chấm vô trong cái phân á, cái nước này nè nó có nước nè. Mình chấm cho nó ướt đi. Mình chấm cho nó ướt đi rồi cái mình chấm vô cái thuốc đó cho nó dễ dính, nó có ướt rồi nó dễ dính. Nè các bạn thấy không? Đó. Mình chấm vô cái cành nó cho nó hơi ướt cái là nó dễ dính thuốc nha các bạn. Rồi. Đè đè phân xuống cho hơi chặt một chút. Chỉ vậy thôi đó các bạn. Rồi mình ồ ở đây con trái nữa nè các bạn. Thấy cưng không? Ở nhà của mình nó không có thì mình thấy mình quý các bạn, còn mấy cái vườn lớn mà có mấy cái cây lớn mỗi năm người ta phải tỉa các bạn. Giờ mình cắt cái trái này bỏ xuống nha. Cắt cái này luôn. Này luôn cho nó ra lá mới, đừng đừng có tiếc nha các bạn ơi. Dăm cành đừng có tiếc. Cũng y như vậy, mình cũng thấm nước. Thấm vô cái thùng này cũng được nữa nè, nó ướt ướt rồi đó. Rồi mình cũng làm y như vậy luôn. Mình muốn găm bao nhiêu cành thì mình găm. Nó dính vậy đây nè. Rồi mình quên nói nữa, giống như là mình bỏ cái cành xuống á thì mình làm một cái lỗ sẵn đi, chứ mình đừng có lấy cái cây mình thọt sẵn luôn thì phân nó cái thuốc nó rớt ra đó. Mình làm một cái lỗ gì đây nè, mình lấy cái ngón tay hay cây dao cây bay gì cũng được, mình làm cho nó cái một có cái lỗ sẵn đó, rồi mình để nó xuống cho thuốc nó đừng có rớt ra nha các bạn. Hai nhánh cái này nó rất là nhiều luôn. Hôm qua mình đi vườn vườn táo mưa ngã la liệt hết trơn, ngã quá chừng ngã luôn. Cái mình hỏi mình xin cô với chú là cho mình ồ nó có mấy trái luôn nè, ồ mấy trái trong đây thấy cưng hết sức luôn nè. Ồ mấy cái trái này ngon nè, mình lấy lại mình ăn, mình rửa mình ăn. Cái tay mình phân phân trồng cây thôi, nó không có cái gì hết. Nè, trái này nó khô quá mình bỏ. Rồi mình cũng cắt cái lá này bỏ luôn. Đó. Thì cũng tương tự giống gì nè các bạn thấy không, các bạn thấy mình thấm nước cái cây ướt thế rồi bỏ phân vô cái nó nhúng thuốc cái nó dễ dính đó. Dễ dính lắm. Chứ các bạn nên nhớ là mình lấy cây kéo hay cây bay hay là cái cây gì mình chọt cái lỗ mình bỏ nó xuống, chứ cái nhánh mà nó đang dính thuốc mà các bạn lấy cái cây chọt thuốc thẳng xuống luôn thì phân thuốc nó sẽ rớt ra nha các bạn. Nhớ nha.
mấy cái nhánh này, nói chung ra là nhánh nào cũng phải làm gì chứ. Cắt mấy cái lá này đi, nó sẽ ra lá mới nhanh lắm, rất là nhanh. Cái thuốc này mình mua ở trong Home Depot, Alo, trên Amazon cũng có nha. Nhưng mà nhà mình ở sát Home Depot luôn, mình chạy sáng mình chạy đẳng. Bữa hổm mình có mua hai hũ mà mình ương hết rồi. Rồi. Một thùng rồi. Rồi hôm nay mình sẽ làm hai thùng nha các bạn, tại vì mình còn dính nhiều. Cái này á mà trời giông bão hả, ở đằng vườn táo gãy quá chừng luôn. Mà vườn táo dục chứ người ta đâu có lấy làm chi đâu các bạn. Mình xin. Mà năm nào vườn táo á mà người ta cũng chặt, người ta bỏ. Thường thường cây táo bự đó là mình phải tỉa trên ngọn cho nhánh đừng có thượt lên quá. Mà mình làm như vậy đó mà chở ngược lại nó lại coi trái bự mà trái nhiều nữa nha các bạn. Thùng thứ hai này cũng y chang như vậy luôn. Mình nhà mình nó có một cây táo thôi à, mà nó giống như là không hiểu sao nó bị chết, cho nên mình rất là buồn. Dạ, khi mình cắm những cái cành cây vô trong chậu hết thì mình sẽ lấy phân mình bỏ lên cái miệng chậu, mình đè xuống cho cái gốc cây nó thật là chặt nha ông bà cô chú, để cho cái cây nó đừng có lung lay. Và để ở trong cái giàn bầu, giàn mốt hay là trong cái bóng râm, chứ ông bà cô chú và các bạn đừng có để trực tiếp ngoài ánh nắng thì rễ nó rất là lâu ra, cây nó không tốt. Rồi khi mình bỏ phân mình ém cho nó chặt miệng chậu xong rồi mình sẽ tưới nước cho cây luôn nha các bạn. Và các bạn nên tưới nước ướt cho đẫm luôn, chứ đừng có tưới ít, tưới hơi nhiều nhiều một chút xíu để cho có cái chất ẩm á, nước ở trong đó đó, rồi nó có cái chất thuốc nữa thì nó rễ nó mau ra. Dạ hello, em xin chào ông bà cô chú bác ơi. Cái clip mà em thử dăm cành táo tàu á thì hôm nay mới có 2 tuần à, nó ra lá quá chừng luôn ông bà cô chú. Thì em thấy nó thành công rồi, cho nên là em bỏ clip này lên để cho ông bà cô chú và các bạn cùng làm với mình nhé. Giống như là mình đi chiết cái nhánh á thì mình đợi cho tới 2 tháng hoặc 3 tháng nó mới ra, mà trong khi dăm cành á nó chỉ mới có 2 tuần thôi các bạn. Cái này mình dăm chỉ có 2 tuần thôi mà nó lên lá tốt quá chừng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái nhánh táo của mình dăm 2 tuần nha. Táo tàu hôm nay đó là mình dăm, mình đếm từng ngày luôn. Hôm nay là vừa đúng 2 tuần thì lá nó ra gì đây. Mình thấy là nó những cái nè, các bạn thấy không? Nó ra gì đây là mình thấy 100% là nó sống rồi. Vì nó rất là nhanh luôn á các bạn. Nè các bạn thấy ha. Nè. Nó ra cái nước lá là nó đều ra nhánh hết. Rồi còn cái cây này. Cái cây này cũng vậy luôn các bạn thấy không? Nó ra mấy cái mục nhỏ ở đây nè. Còn ở trên đây nè. Đó. Tốt rồi nè các bạn ơi, đó. Thấy ham chưa? Mình đó khi mình dăm cái cành mà nó được 2 tuần mà nó lên nhánh nó tốt gì đây á các bạn, mình rất là vui luôn. Tại vì mình thấy nhiều bạn trong đó có mình luôn, là trong khi đó mình đi chiết nhánh mình chiết rất là cực luôn mà mình phải đợi mấy tháng. Mà trong khi đó mình thử dăm cành mà có 2 tuần thôi các bạn, mà cây nó ra lá mình thấy rất là thích luôn á các bạn. Cho nên là cái clip này mình chia sẻ lên các bạn cùng làm với mình, thời gian nó rút ngắn lại hơn là chiết cành thật là lâu luôn. Cái này dăm cành nó sẽ nhanh hơn là chiết cành. Nếu các bạn thấy cái clip hay á, các bạn nhớ cho mình một cái like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn thấy không, mấy tuần trước mình chia sẻ về rau ngò ôm, thì rau ngò ôm của mình nó rất là tốt luôn. Giống như mình làm, mình thử trước, cái nào thành công thì mình sẽ đưa lên cho các bạn cùng làm với mình. Thì cái clip của mình dăm cành táo đến đây kết thúc. Mình không quên cảm ơn ông bà, cô chú bác và các bạn đã xem video của mình. Đừng quên cho mình xin một cái like và một cái đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ông bà, cô chú. Thank you, bye bye.